Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận các cái vấn đề xung quanh lớp. Thì ở đây chúng ta sẽ thảo luận chủ yếu về hai cái vấn đề. Một đó là về định nghĩa chồng các cái toán tử, và chúng ta sẽ nói về kế thừa. Thì phần này chúng ta sẽ nói về định nghĩa chồng toán tử trước. Như vậy thì giống như các bạn thấy á, cái cấu trúc dữ liệu class thực ra là một kiểu dữ liệu của người dùng định nghĩa thôi, mà những cái toán tử mà các bạn làm việc đó giờ thì thường á, là những cái toán tử được định nghĩa trên các kiểu dữ liệu cơ bản. Ví dụ các bạn còn nhớ những cái toán tử như là cộng này, trừ này, nhân này, chia này, modulo này, rồi những toán tử như là cộng cộng này, trừ trừ này, đúng không? Chúng ta có khá nhiều toán tử, hay thậm chí những cái toán tử như là toán tử này, toán tử dịch, đúng không? Thì những cái toán tử này đều đã được định nghĩa bởi ngôn ngữ trên những cái kiểu dữ liệu cơ bản. Tuy nhiên khi các bạn có một cái cấu trúc dữ liệu mới thì những cái này chưa được định nghĩa, dẫn đến là nó sẽ gây khó khăn cho các bạn trong cái quá trình làm việc. Hình dung là các bạn có một cái cấu trúc dữ liệu tên là ma trận chẳng hạn, đúng không? Và các bạn có hai ma trận A và B. Các bạn có thể làm gì đó với nó. Nhưng mà đến một lúc các bạn làm một cái toán tử như sau: A bằng A nhân B. Thì nếu như các bạn không có định nghĩa những cái toán tử nhân này trên cái đối tượng ma trận, trên cái class ma trận, thì trình biên dịch sẽ không có cách nào để dịch cho bạn hết. Nó sẽ báo cho các bạn một cái lỗi gọi là cái toán tử nhân này chưa được định nghĩa trên hai cái kiểu trên cái kiểu dữ liệu là ma trận, và do đó nó không thực hiện được cái toán tử này, đúng không nào? Đó là lý do chúng ta cần phải định nghĩa lại những cái toán tử này. Thực ra thì trong cái quá trình các bạn làm việc, các bạn đã tiếp xúc với cái việc định nghĩa chồng toán tử này rồi. Điển hình là khi các bạn làm việc với những cái thiết bị nhập xuất chuẩn, ví dụ như là CIN, COUT, thì các bạn đã tiếp xúc với cái này rồi. Chẳng qua nó ở một cái dạng là dễ hiểu hơn, đó là những cái toán tử đọc và ghi, ha, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta xem xét kỹ hơn những cái cách để các bạn có thể định nghĩa chồng toán tử, ha. Thì về cơ bản á, nó giống như định nghĩa hàm thôi, không có gì đặc biệt hết, đúng không? Các bạn đã từng viết một cái hàm cho một cái class rồi, thì bây giờ các bạn viết hàm cho một cái toán tử trên class cũng y chang như vậy. Như vậy thì cái cách ở đây chúng ta làm đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái từ khóa gọi là operators. Thì trước đó trong lập trình cấu trúc tôi chưa có nhắc tới chuyện này, tại vì thực ra đối với lập trình cấu trúc á, đa số các bạn định nghĩa hàm, nên là các bạn thấy là không có nhu cầu các bạn phải định nghĩa một cái toán tử nào đó. Nhưng mà thực ra các bạn cũng có thể định nghĩa cái toán tử, một cái hàm là hàm toán tử trên những cái cấu trúc dữ liệu bình thường, tức là struct. Thì chúng ta sẽ để cái đó cho cái phần demo mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trên lớp. Còn ở đây thì chúng ta nói qua những cái vấn đề đơn giản nhất thôi. Thì thí dụ như các bạn thấy ở đây á, chúng ta có thể dùng cái từ khóa này kèm theo với một cái toán tử mà chúng ta muốn định nghĩa, để các bạn định nghĩa một cái hàm ở bên trong cái class. Như vậy thì lúc trước các bạn có cái khái niệm là các bạn định nghĩa chồng hàm, có nghĩa là những cái hàm có cùng tên với nhau. Thì bây giờ cũng tương tự như vậy, khi các bạn định nghĩa một cái toán tử, ví dụ như trong trường hợp này toán tử cộng, thì cái toán tử cộng này á, là cái toán tử mà đã tồn tại ở bên ngoài nhưng mà với những cái kiểu dữ liệu khác nhau. Như vậy khi bây giờ vô trong cái class này bạn định nghĩa toán tử cộng thì nó sẽ được hiểu là gì? Là một cái toán tử trên cái cấu trúc dữ liệu mà bạn đang định nghĩa, cụ thể là cái class mà bạn đang hiện thực, ha. Rồi, thì khi sử dụng cái toán tử á, thì các bạn sẽ thấy là sử dụng toán tử thì nó sẽ có nhiều cái ngữ cảnh khác nhau, đúng không nào? Không phải lúc nào cái toán tử đó cũng trả về đối tượng, đôi khi nó trả về tham khảo của đối tượng, ha. Vậy thì tùy thuộc vào cái tình huống mà các bạn, tùy thuộc vào tình huống và tùy thuộc vào cái toán tử mà các bạn đang làm việc, mà các bạn phải biết là cái kiểu trả về của cái toán tử đó là gì. Ví dụ như thế này, các bạn cộng hai cái đối tượng của cùng một class lại với nhau, hoặc là thậm chí bạn cộng hai đối tượng của cái class A với class B,
thì cái kiểu trả về của cái toán tử cộng đó phải được xác định, đúng không nào? Thì thông thường á, trong trường hợp đó bạn sẽ trả về một cái đối tượng mới, một đối tượng tạm nào đó, được chưa nào? Nhưng có những cái toán tử mà tương đối đặc biệt, ví dụ như toán tử gán này nè, thì khi các bạn định nghĩa cái toán tử gán á, thì cái toán tử gán này nó lại không trả về một cái đối tượng mà nó lại trả về tham khảo đến chính đối tượng. Giống như các bạn nếu như còn nhớ cái phần mà tôi giải thích cho các bạn ngay từ trong những cái bài đầu tiên chúng ta thảo luận về toán tử gán á, là tôi đã nói thí dụ như bạn lấy a bằng b thì bạn lấy giá trị của b bạn nạp vào a, nhưng mà kết quả của cái toán tử đó là trả về a, đúng không nào? Như vậy thì khi bạn làm những cái toán tử đặc biệt như thế thì bạn sẽ phải trả về cái tham khảo đến đối tượng ha. Như vậy có rất nhiều ngữ cảnh khác nhau và các bạn phải định nghĩa cái đó. Có những cái toán tử không có được định nghĩa chồng, ví dụ như cái toán tử lấy địa chỉ này thì hãy cẩn thận khi các bạn muốn định nghĩa chồng những cái dạng toán tử đó, được chưa nào? Như vậy thì thông thường đó nha, đối với một cái trường hợp lưu ý đặc biệt ở đây mà các bạn cần nhớ đó là gì, là cái toán tử gán mà chúng ta thấy ở đây nè, thì đây là một toán tử rất là phổ biến, nên thông thường nếu như các bạn thậm chí các bạn không định nghĩa nó thì trình biên dịch sẽ tự tạo ra một cái toán tử gán mặc định, được chưa? Mà toán tử gán mặc định có nghĩa là gì? Nếu như các bạn có cái tình huống như sau, bạn có một cái class A, bạn có hai đối tượng thuộc class đó A và B, thì khi bạn thực hiện cái lệnh gán là A bằng B, như vậy thì toàn bộ nội dung của B sẽ được copy chính xác qua A. Copy này gọi là shallow copy. Sorry. Nó gọi là shallow copy. Các bạn có thể tôi sẽ giải thích cho các bạn cái này sau, tại vì nó dính dáng hơi nhiều đến cái phần xử lý nội tại của đối tượng ha. Các bạn cứ yên tâm. Còn riêng cái toán tử mà chúng ta thấy ở đây đó là toán tử lấy địa chỉ, thì toán tử này nó cũng là một trong những cái toán tử đặc biệt. Thì toán tử này các bạn không cần định nghĩa lại, thì trình biên dịch cũng sẽ tự định nghĩa cái toán tử này, nó là lấy địa chỉ của chính đối tượng ha. Đây là cái thao tác mặc định mà các bạn thấy. Tuy nhiên có một số cái giới hạn mà các bạn cần phải lưu ý, tức là không phải toán tử nào cũng có thể định nghĩa lại được, nhưng mà hầu hết các toán tử các bạn có thể định nghĩa lại, bao gồm những cái toán tử tính toán số học, bitwise, vân vân, những cái toán tử so sánh các bạn cũng có thể định nghĩa lại, những cái toán tử compound assignment các bạn cũng có thể định nghĩa lại, những toán tử logic cũng có thể định nghĩa lại, được chưa? Những cái toán tử unary như hồi nãy tôi có đề cập cũng có thể định nghĩa lại. Những cái toán tử như là truy xuất dereference operator đều có thể định nghĩa lại. Những cái toán tử dùng để access như thế này cũng có thể được định nghĩa lại. Rồi những cái toán tử như là new, delete, thậm chí như vậy cũng có thể được định nghĩa, đúng không? Nhưng mà những toán tử sau đây là những toán tử không được phép định nghĩa lại. Thứ nhất, toán tử chấm này. Cái chấm này dùng để bạn truy xuất những cái thành phần bên trong của class mà đã được đưa ra ngoài public. Hoặc là nếu như bạn đang hiện thực một cái gì đó bên trong class thì bạn có thể dùng, đúng không? Nhưng mà nó là một cái toán tử đặc biệt được trình biên dịch quy định là bạn không được thay đổi cái hành vi của nó. Tại vì bạn bạn hiểu là vậy nè. Nếu bạn thay đổi hành vi của toán tử này thì toàn bộ những cái hoạt động của cái class của các bạn nó sẽ bị xáo trộn hết và nó có thể là phá hỏng chương trình của các bạn gần như là ngay tức thì luôn. Những cái toán tử khác mà gọi là tương đối đặc biệt, ví dụ như toán tử biểu thức có điều kiện nè, hay là scope operator, hay là sign off, những cái toán tử này là những toán tử gần như là các bạn không được phép định nghĩa lại. Nhớ giùm tôi cái chuyện đó ha. Rồi, thì cái ràng buộc này là một trong những cái ràng buộc mà gần như là các bạn phải tuân thủ ha. Rồi,
Thì những cái ràng buộc này tôi có nốt lại ở đây cho các bạn để các bạn tham khảo kỹ ha. Thì chúng ta có những cái quy tắc ha, những cái quy tắc này là quy tắc chung thôi. Khi các bạn thực hiện định nghĩa lại toán tử thì các bạn sẽ hiểu là những cái quy tắc này nó cũng bình thường thôi, nó không có gì phức tạp hết ha. Các bạn chỉ cần nhớ giùm tôi cái bảng trên kia thôi. Hay nói cách khác là các bạn chỉ đơn giản nhớ giùm tôi những cái toán tử nào các bạn không định nghĩa chồng, vậy là đủ rồi ha. Rồi, có một cái quy tắc mà các bạn nên nhớ như thế này. Cái số lượng toán hạng của các bạn á là không được thay đổi. Được không nào? Như vậy nếu như các bạn nhớ lại cái bảng này thì các bạn phải biết cái quy ước của chúng ta. Ví dụ, toán tử cộng là toán tử hai ngôi. Được không? Toán tử cộng cộng hoặc trừ trừ này là toán tử một ngôi, unary. Toán tử nốt này là một ngôi, một ngôi, đúng không? Được chưa? Rồi, như vậy đối với những toán tử thì cái số lượng toán hạng của nó đã cố định rồi, cho nên các bạn không được định nghĩa lại. Đây là quy tắc nha, phải nhớ. Rồi, cái lưu ý này là cái lưu ý mà tôi muốn nhấn mạnh thôi để cho các bạn hiểu. Ngoài ra, các bạn không có được định nghĩa những cái toán tử mới. Được chưa? Thì nếu như bạn không có định nghĩa lại các toán tử thì những cái toán tử nào đang tồn tại thì nó vẫn sẽ được sử dụng. Lưu ý ha. Như vậy những cái toán tử nào mà đã được ngôn ngữ định nghĩa thì các bạn có quyền định nghĩa lại những cái toán tử mà ngôn ngữ đang sử dụng. Nhưng bạn sẽ không được định nghĩa một cái toán tử hoàn toàn mới. Ví dụ, không có cái chuyện mà bạn viết cái như thế này. Matrix A, B mà bạn lấy A bằng A trên cái bàn phím của chúng ta có những cái toán tử nào, giả sử như bạn viết như thế này, chúng ta biết thừa rằng cái dấu hai chấm này không phải là một toán tử đúng không, nhưng mà bạn bạn muốn định nghĩa cái toán tử này cũng không được, ngôn ngữ không cho phép bạn làm chuyện đó. Và cái này gần như là quy tắc của hầu hết các ngôn ngữ ha. Luôn luôn có một cái ràng buộc nhất định về cái khả năng mở rộng và cái khả năng định nghĩa lại. Thì đối với cái chuyện định nghĩa chồng toán tử thì có một cái ràng buộc là bạn không được phép định nghĩa những cái gì ngoài những thứ mà nó đã biết. Bạn chỉ có thể định nghĩa lại những cái mà nó đã biết thôi. Được không nào? Điều này nó làm cho cái tính chặt chẽ của ngôn ngữ của bạn nó an toàn hơn. Tức là người dùng sẽ không có làm phá hỏng logic của cái ngôn ngữ lập trình. Đây là một trong những cái điều mà các bạn cần lưu ý. Tưởng tượng coi các bạn định nghĩa thêm một vài toán tử mà chưa từng tồn tại trong ngôn ngữ, điều đó có nghĩa là gì? Bạn đang làm xáo trộn cái hành vi của cả cái ngôn ngữ lập trình và có thể là bạn, trừ khi bạn là người thiết kế ra một ngôn ngữ lập trình mới, bạn viết, bạn lập trình cho một ngôn ngữ mới thì nó là câu chuyện khác. Còn nếu như các bạn đang lập trình cho một ngôn ngữ cụ thể nào đó thì cái chuyện định nghĩa này là không được phép, nhớ cái đó ha. Rồi, các bạn sẽ không được phép định nghĩa chồng toán tử trên những cái kiểu dữ liệu cơ bản. Ở đây tôi có nốt cho các bạn ha. Built-in type là những cái kiểu dữ liệu cơ bản bao gồm những cái gì mà các bạn đã biết, ví dụ như là integer nè, float nè, double nè, được chưa, vân vân. Thì tất cả những kiểu dữ liệu nào mà là kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ định nghĩa rồi thì bạn không được định nghĩa chồng lại cái toán tử trên cái kiểu dữ liệu đó. Nhớ chuyện đó nha, chuyện này rất là quan trọng ha.